chào quý khán thính giả. Hôm nay là ngày thứ ba, 12 tháng 3 năm 2013. Chương trình phát hình của bản tin qua thình đốm gồm có phần tin đáng chú ý, bản tin thế giới nổi bật với Thi Nga và sau cùng là phần phỏng vấn đặc biệt với Võ Thành Nhân. Phần tin đáng chú ý gồm có những tin chính sau đây. Bên lề cuộc tranh đấu ngân sách, ông Obama viếng thăm quốc hội, phê dân chủ thượng viện công bố dự luật tài trợ chính phủ hoa kỳ trục xuất hai nhà ngoại giao venezuela trước hết kính mời quý khán thính giả theo dõi bản tin bên lề cuộc tranh đấu ngân sách ông obama đã đến viếng thăm quốc hội tổng thống barack obama hướng về quốc hội hôm nay để gặp gỡ các đảng viên dân chủ ở thượng viện đây là lần đầu tiên trong ba chuyến liên tục của ông tới Capitol hill trong ba ngày chuyến viếng thăm của ông diễn ra khi hoa tình đốn trải qua nhiều tuần lễ tranh cãi về ngân sách cho năm tới và cho thời gian sau đó lúc các quỹ ban ngân sách lưỡng viện trong tuần này đang cứu xét tới những bản dự thảo luật cho tài khoá năm 2014. Khởi sự đầu tiên của cuộc tranh đấu ngân sách xuất phát từ việc phe công hòa ở Hạ viện sẵn sàng tung ra hôm nay bản dự thảo ngân sách có khuynh hướng ngăn chặn việc thi hành luật Obamacare, chuyển đổi Medicare thành chương trình giống như phiếu y tế dành cho những người về hưu trong tương lai, cùng hạn chế nhiều về ngân sách cho Medicaid và các cơ quan chuyên lo vấn đề quốc nội. Những ý kiến này bị thiêu hủy ngay khi vừa đến với ông Obama và phe Dân Chủ kiểm soát Thượng viện, nhưng phù hợp với khoản thuế mới đánh trên những người giàu có được ban hành hồi tháng Giêng và sẽ cho phép phe Cộng hòa đề nghị một ngân sách đi tới quân bình trong vòng 10 năm. Đề nghị ngân sách của chính ông Obama đã bị trì hoãn nhiều lần trong năm nay, và không rõ là ông có ý định công bố nó trước khi lưỡng viện quốc hội tổ chức cuộc thảo luận trong tháng này hay không. Phe Dân Chủ Thượng viện công bố về luật tài trợ chính phủ, Tối hôm qua, các đảng viên Dân Chủ và Cộng hòa hàng đầu ở Thượng viện đã cho công bố một dự luật tài trợ chính phủ bao quát bác bỏ ngân khoản mới của Tổng thống Barack Obama dành cho việc thực hiện những điều hoàn thành trong nhiệm kỳ 1 như quy luật tài chính mới và việc nới rộng phụ cấp y tế của chính phủ, nhưng lại cung cấp thêm ngân quỹ vừa phải để tài trợ cho các ưu tiên quốc nội như nghiên cứu y tế và các dự án xa lộ. Dự luật này là kết quả của những cuộc thương lượng lưỡng đảng và là phương tiện pháp lý để tài trợ hoạt động hàng ngày của chính phủ, qua tới ngày 30 tháng 9, cùng ngăn ngừa việc đóng cửa chính phủ khi nguồn tài trợ hiện tại cạn hết vào ngày 27 tháng 3. Việc thông qua dự luật tại Thượng viện trong tuần này dường như là bình thường và có thể báo trước sự chấm dứt cuộc tranh đấu giữa phe Cộng hòa ở Hạ viện cùng ông Obama và phe đồng minh dân chủ ở Thượng viện của ông về những dự luật chi tiêu hàng năm được đòi hỏi để tài trợ cho hoạt động của các cơ quan chính phủ. Dự luật này nới rộng dự luật của đảng Cộng hòa ở Hạ viện đã được thông qua hồi tuần trước Phe Dân Chủ ở Thượng viện sẽ chống lại vào ngày mai một kế hoạch ngân sách tổng hợp việc tăng thuế, việc cắt giảm đối với ngũ giác đài và việc cắt giảm tương đối vừa phải đối với các chương trình quốc nội. Dự luật của Thượng viện sẽ tài trợ cho 7 bộ trong nội các, gồm Bộ Quốc phòng, Bộ Thương mại, Bộ Tư pháp, Bộ Nông nghiệp và Bộ Cựu Chiến binh, nhưng sẽ để cho phần còn lại của chính phủ được điều hành theo sự tự động cắt giảm ở mức hiện tại tất cả các cơ quan lo về quốc nội ngoại trừ bộ của chiến binh sau đó sẽ bị cắt giảm 5% trong khi ngũ giác đài sẽ bị cắt giảm tới 8%. Đồng thời dự luật của thượng viện cũng sẽ tiếp tục ngưng tăng lương cho công chức liên bang cho tới hết năm nay kéo dài tình trạng này tới nguyên cả 3 năm. Sáu thượng nghị sĩ theo dõi cuộc điều trần về súng. Hôm nay Ủy ban Tư pháp thượng viện tái tục cuộc thảo luận về ba dự thảo luật để ngăn chặn bạo động liên quan tới súng sau khi chấp thuận một dự luật hồi tuần trước để quy định lần đầu tiên việc lưu hành súng hay mua bán súng bất hợp pháp cho người khác là một tội phạm liên bang. Việc tiến hành xuân sẻ cho tới nay phần lớn nhờ vào dự luật về lưu hành súng có sự ủng hộ lưỡng đảng. Nhưng ba dự thảo luật kế tiếp gồm đề nghị cấm vũ khí tấn công kiểu quân đội, nới dòng kiểm soát lý lịch và nới rộng chương trình trợ cấp của Bộ Tư pháp cho an ninh học đường sẽ gặp sự chống đối mạnh mẽ của đảng Cộng Hòa. Những nhân vật được mời tới cuộc điều trần gồm có Thượng nghị sĩ Patrick Leahy, Chủ tịch Ủy ban vẫn duy trì mối quan hệ nồng ấm với Hiệp hội Súng trường Toàn quốc. Thượng nghị sĩ Dan Feinstein, người tuyên bố rằng việc cấm bán, sử dụng và chế tạo các loại vũ khí tấn công kiểu quân đội là công tác của đời bà. Thượng nghị sĩ Charles Sommer, người đưa ra dự luật ủng hộ hoàn toàn vì kiểm soát súng, vốn đòi hỏi kiểm soát lý lịch. Thượng nghị sĩ Charles Grassley, người tham gia với một ủy ban của đảng Dân Chủ để chấp thuận luật về lưu hành súng, cùng các thượng nghị sĩ John Cornyn và Ted Cruz cùng đại diện cho Texas đã lên tiếng chống lại các dự luật do phe Dân Chủ yểm trợ. Hôm nay, quỹ ban này thảo luận về các dự luật nói trên, mặc dù các thượng nghị sĩ có thể không cứu xét tới dự luật về vũ khí tấn công cho tới thời gian sau đó trong tuần. Khối da đen ở Quốc hội tái kêu gọi ông Obama hãy chứng tỏ thêm sự đa dạng trong nội các. Khối da đen ở Quốc hội lặp lại lời kêu gọi Tổng thống Barack Obama hãy đề cử thêm người da đen vào các chức vụ trong nội các. Dân biểu dân chủ Marcia Fudge biết thư cho ông Obama rằng ông đang xúc tiến việc bổ nhiệm nội các mới nhưng cho tới nay không có người nào là người Mỹ gốc phi châu. Đại sứ tại Liên hiệp quốc Susan Rice gốc da đen từng được cho biết sẽ tranh chức vụ ngoại trưởng nhưng bà Rice đã rút tên vì thiếu sự ủng hộ của quốc hội theo sau lời tuyên bố sai lầm của bà hồi năm ngoái về những cuộc tấn công chết người vào ngày 11 tháng 9 tại Libya. Sự chỉ trích của khối da đen đối với ông Obama theo sau những mối quan tâm tương tự về sự thiếu đa dạng ở những chức vụ cao cấp trong chính phủ. Hồi đầu tháng Giêng, dân biểu dân chủ Charlie Rangel, thành viên sáng lập khối da đen nói rằng đó là điều đáng hổ thẹn. Một tuần sau đó, trong một cuộc họp báo cuối cùng của nhiệm kỳ 1, ông Obama đã biện minh cho việc này và yêu cầu công chúng hãy dành lại sự phê phán cho tới khi nào ông hoàn tất việc chọn người. Việc đề cử trong nhiệm kỳ 2 của Tổng thống cho tới nay bao gồm viên chức điều hành công ty là bà Sally Jewell làm Bộ trưởng Bộ Nội vụ, ông Ernest Moniz, nhà vật lý gốc Bồ Đào Nha làm Bộ trưởng Bộ Năng lượng, và hai người da trắng phục vụ tại Thượng viện là ông John Kerry làm Ngoại trưởng và ông Chuck Hagel làm Bộ trưởng Bộ Quốc phòng. Khối da đen quốc hội cũng cho rằng các cử tri da đen hàng ngày đều bất mãn ông Obama đã từng ủng hộ mạnh mẽ cho ông trong cuộc bầu cử năm 2012. Hôm qua, phát ngôn viên của khối da đen quốc hội nêu tên ba người da đen có thể được đề cử mà dân biểu First đã đề nghị lên tổng thống. Đó là dân biểu Mel Watt làm bộ trưởng bộ thương mại, dân biểu Barbara Lee làm bộ trưởng bộ lao động và dân biểu James Clyburn làm bộ trưởng bộ giao thông ông Obama tiếp kiến các lãnh tụ Mỹ gốc Ả Rập trước chuyến đi Trung Đông. Hôm qua, Tổng thống Barack Obama đã tiếp kiến các lãnh tụ Mỹ gốc Ả Rập là những người yêu cầu ông hãy gửi một thông điệp hy vọng tới nhân dân Palestine trong chuyến đi Trung Đông của ông trong tháng này, mặc dù ông đã nói rõ là ông sẽ không dùng chuyến viếng thăm này để đưa ra một sáng kiến hòa bình mới giữa Do Thái và Palestine. Ông Obama đã tiếp kiến các lãnh tụ này tại Tòa Bạch Ốc chỉ 4 ngày sau khi tổ chức cuộc nói chuyện với các đại diện của các tổ chức do Thái quan trọng để chuẩn bị cho chuyến viếng thăm do Thái, vùng Tây Ngạn bị chiếm đóng và nước lân bang Jordan. Ông Obama gặp gỡ nhóm này hôm qua để tìm kiếm những ý kiến đóng góp cho những phiên họp trong vùng. Ông dự trù tổ chức các cuộc đàm phán riêng rẽ với Thủ tướng do Thái Benjamin Netanyahu, Chủ tịch Mahmoud Abbas của Palestine và Quốc vương Abdullah của Jordan ông Obama cho họ biết là ông sẽ lặp lại sự cam kết của Hoa Kỳ dành cho nền an ninh Do Thái. Nhiều người Palestine đã thất vọng vì ông Obama không làm nhiều hơn để xúc tiến thỏa hiệp hòa bình, mặc dù khi lên nắm quyền, ông từng tuyên bố rằng vấn đề ngoại giao ở Trung Đông là một ưu tiên cao. Chính phủ Obama đã chống lại cuộc vận động xin công nhận quốc gia Palestine tại Liên Hợp Quốc và cùng lúc đã chỉ trích việc bành trướng định cư của Do Thái trên vùng đất bị chiếm hôm thứ năm tuần rồi ông obama đã tuyên bố với các lãnh tụ do thái rằng ông sẽ không mang theo một kế hoạch hòa bình mới khi đến vùng này mặc dù ông không loại bỏ sự thúc đẩy ngoại giao vào một ngày sau đó sự đối phó của tây phương với iran và cuộc nội chiến syria được dự đoán sẽ đứng hàng đầu trong chương trình làm việc của ông hoa kỳ trục xuất hai nhà ngoại giao venezuela các viên chức hoa kỳ cho biết hôm qua chính phủ obama đã trục xuất hai nhà ngoại giao venezuela để trả đũa việc nước này trục xuất hai tùy viên quân sự mỹ Hoa Tình Đốn muốn điều chỉnh mối quan hệ với Venezuela sau cái chết của Tổng thống Hugo Chavez, nhưng cho tới nay chỉ mới xúc tiến một ít. Không bao lâu trước khi ông Chavez chết hồi tuần trước, Venezuela đã trục xuất hai tùy viên của không lực Hoa Kỳ tại Caracas vì cáo buộc tội gián điệp. Chính phủ Obama chờ cho tới sau tang lễ của ông Chavez hôm thứ Sáu mới loan báo hành động trả đũa. Việc xúc tiến hôm qua xảy ra khi Venezuela chuẩn bị cuộc bầu cử vào tháng 4 để chọn nhà lãnh đạo mới. Hoa Kỳ và Venezuela đã không có đại sứ tại thủ đô của nhau kể từ năm 2010. Ông Chavez đã bác bỏ người được Hoa Kỳ đề cử vào lúc ấy và tố cáo người này đã đưa ra lời phát biểu không tôn trọng đối với chính phủ Venezuela. Kế đó, Hoa Thịnh đã thu hồi giấy chiếu kháng của đại sứ Venezuela tại Hoa Kỳ. Hôm thứ Bảy, hai nhà ngoại giao cao cấp của Venezuela là các ông Orlando Jose Montanez Olivares và Victor Camacaro được lệnh về nước. Ông Montanez, một viên chức tại tòa đại sứ ở Hoa Thịnh Đống, và ông Camarero làm việc ở tòa lãnh sự Venezuela ở New York đã rời khỏi nước Mỹ vào hôm chủ nhật. Hoa Kỳ chế tài ngân hàng của Bắc Hàn có liên hệ tới chương trình vũ khí. Bộ Tài chánh đã áp dụng biện pháp chế tài đối với một ngân hàng hối đoái chính và một viên chức kỳ cựu của chính phủ Bắc Hàn, là một sự xúc tiến để làm trì trệ các chương trình phi đạn và vũ khí tàn sát tập thể của Bình Nhưỡng. Hành động chống lại Foreign Trade Bank và ông Pick Sibon, một viên chức cao cấp Bắc Hàn có liên hệ tới chương trình phi đạn tổng quát cấm giao dịch giữa họ và bất cứ người Hoa Kỳ nào và phong tỏa mọi tài sản của họ có thể có ở Mỹ. Ông David Cohen, Thứ trưởng Bộ Tài chánh, đặt trách về khủng bố nói rằng ngân hàng này đã tạo ra mọi sự dễ dàng cho các giao dịch đối với hệ thống phát triển vũ khí Bắc Hàn. Kính thưa quý khán thánh giả, bản tin qua trình đống xin được tạm ngưng nơi đây và sẽ trở lại ngay sau phần quảng cáo.